Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt AMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất cho các bạn. Thì một vài ngày khi mà đăng ký cái sàn Top X Coi Việt Nam các bạn, thì một số bạn nhắn tin cho mình hỏi về vấn đề KYC cũng như là các vấn đề khác. Thì hôm nay mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn nha. Thứ nhất, đầu tiên, để KYC thành công thì đầu tiên các bạn phải biết rằng ngày tháng năm sinh các bạn phải chọn trên lịch nha, giống y chang như mình làm trong cái video hướng dẫn các bạn đăng ký á, làm y chang như vậy là đúng nha. Các bạn coi lại cái chỗ đó nha, các bạn chọn ngày tháng năm sinh sai là không KYC được đâu ha. Rồi tiếp theo là cái hình chụp đây nè, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hình chụp nè. Đó thì cái hình chụp á, các bạn phải cầm một bên là tờ giấy, một bên là cái chứng minh nhân dân của các bạn, nghe chưa? Và chụp rõ cái mặt của các bạn, cái tờ giấy và cái chứng minh nhân dân của các bạn. Cái chứng minh nhân dân của các bạn, các bạn khi mà các bạn phóng lên á, phải thấy được ngày tháng năm sinh và tên, họ tên của bạn đầy đủ, địa chỉ của bạn phải đầy đủ rõ ràng nha các bạn nha. Rồi còn cái ngày á, cái ngày trên tờ giấy này là cái ngày các bạn KYC. Ví dụ các bạn đăng ký từng rồi nhưng mà hôm nay các bạn mới KYC thì các bạn ghi ngày hôm nay, ghi ngày tháng năm được chưa các bạn, ghi như mình á là đúng ha. Cái trên chữ là nhớ ghi chữ Top X Coin nha. Đó, đó là lưu ý về vấn đề KYC. Các bạn xem cái hình này, các bạn làm y chang như vậy là được nha các bạn nha. Đó là y chang như vậy là KYC thành công thôi ha. Rồi vấn đề nữa là các bạn không biết xem như thế nào là KYC rồi, thì bây giờ mình sẽ mở tài khoản của mình lên để cho các bạn xem nha. Các bạn đợi chút xíu nha, mình sẽ mở tài khoản lên. Rồi, khi các bạn mở cái tài khoản của bạn lên đúng không? Thì các bạn thấy chữ KYC nè. Và cái chỗ này là chữ đã xác minh là được nè các bạn. Không, đã xác minh có nghĩa là các bạn đã được duyệt rồi ha. Rồi, vậy thì coi tiền, coi cái số TBE chỗ nào. Thì ở đây các bạn thấy cái chỗ này nè. Ha, các bạn bấm vô cái con mắt này. Không, các bạn thấy bằng không, các bạn lo quá, ui không có trả cho tôi, không phải như vậy. Mà các bạn hay muốn coi, các bạn hãy đi vào đây nè, bấm vào đây, rồi các bạn chọn cái TBE giúp mình, TBE Group giúp mình, rồi các bạn bấm vào đây ha. Xong các bạn kéo xuống dưới, rồi cái chỗ này, một bên là email, một bên là tiền của các bạn đây. Như của mình ở đây là có 190.400 TBE. Thì nếu mà giá 0.01 đô 1 TBE thì tương đương là 1.900 đô các bạn đó, chứ không đơn giản đâu. Cho nên là các bạn phải làm cái kèo này nhanh nha. Cái kèo này á, mình nói rồi, nó có 3 tầng lận, các bạn làm kèo rất là ngon, ngon hơn cả năm rồi luôn. Thấy không? Các bạn biết á, nó chỉ có 20 triệu thôi mà một tài khoản đăng ký KYC thành công sẽ được nhận 2.000 TBE đúng không? Tương đương khoảng là 20 đô. Ha, 20 đô gần 450. Ha, và nó đã khoát hết 8.548.800 TBE rồi các bạn. Rồi ha, cho nên là các bạn phải làm nhanh. Thấy cái video này phải làm nhanh các bạn nha. Đừng có chần chờ nữa, làm xong KYC luôn. Chụp hình ngay lập tức, KYC ngay lập tức cho mình, làm cho cẩn thận từng bước một. Đừng có ẩu. Ha. Và đặc biệt nè, mình lưu các bạn nè, nếu như các bạn làm một lúc á, mà dụ cái nhà bạn có 7 người. Ha, 7 người mà các bạn làm 7 cái tài khoản đúng không? Thì 7 cái tài khoản đó các bạn phải chụp cái hình á, cái tờ giấy á, là đừng có sử dụng chung một tờ giấy mà hãy để riêng ra. Được cho các bạn. Ví dụ 7 người thì để 1-2 cái tờ chung thôi, ví dụ 2 người chung một tờ thôi. Không là 7 người thì là 4 tờ giấy. Đó thì nó chắc ăn hơn. Chứ các bạn đừng sử dụng một tờ giấy KYC cho 7 người luôn nha các bạn nha. Cái này gặp rồi đó. 7 người mà dùng cho 7 cái tài khoản có một tờ giấy là nó biết các bạn là không được rồi. Không biết là có ảo hay không, có fake hay không. Cho nên là các bạn lưu ý điều này nha. Rồi. Như vậy là mình đã chỉ cho các bạn xem cái chỗ nào có trả tiền gì rồi ha. Rồi các bạn kéo lên thì cái đây là số tiền, ở dưới là cái số rep của bạn tiễn. Không? Ở đây mình tiễn được tổng cộng là khoảng 500 mấy ạ. Cái này số này không phải các bạn. Ha. Ba cái số này nè, cộng lại. Đó, thì có gồm tầng 1, tầng 2, tầng 3. Ha, rồi cho nên các bạn hãy tranh thủ đăng ký kèo này nhanh nha. Bỏ uổng lắm, kèo này mà còn ngon hơn cả năm rồi nhiều. Năm rồi nó tới 50 tỷ rồi là, chứ cái này nó chỉ có 2 tỷ thôi các bạn. Tổng cung chỉ có 2 tỷ thôi. Cho nên là các bạn hãy làm nhanh nha. Rồi,
Một điều lưu ý nữa là các bạn hãy đi vào ba gạch nè. Đi ba gạch này các bạn hãy coi chừng xem nó chợ mở bán IEO nè. À, nếu mà các bạn muốn đầu tư mua IEO của nó thì các bạn bấm vào đây. Các bạn thấy là sẽ còn có 17 ngày 6 giờ 43 phút nữa là nó chuẩn bị bán cái IEO này. Và giá khởi điểm của nó là 0,01 đô trên 1 TBE nha. Theo mình nghĩ là các bạn nếu mà ấy thì nên mua một ít đi. Còn nếu cảm thấy sợ thì thôi không cần thiết nha các bạn nha. Rồi, đó là còn 17 ngày 6 giờ nữa ha. Là bắt đầu nó bán cái IEO này. Giá khởi điểm là 0,01. Và cái này nó đã lên sàn rồi nha các bạn nha. Lên sàn PancakeSwap nè, Bullcoin nè, vân vân, Dash nè, vân vân. Mình nhớ một số cái các bạn xem cái video trước của mình cũng có ha. Rồi. Rồi còn một cái nữa là các bạn không biết lấy cái đường link giới thiệu ở đâu. Nó đơn giản như vậy nhưng mà có người không biết các bạn. Cho nên là mình chỉ các bạn nha. Rồi mình chỉ các bạn cái cách để các bạn lấy cái đường link giới thiệu này nha. Rồi các bạn hãy cấm bấm vào đây. Bấm vào đây nè. Rồi các bạn bấm vào cái TBE Europe hồi nãy. Bấm vào đây đi. Rồi sau đó các bạn bấm vào tổng quan nè. Rồi các bạn kéo xuống dưới. Đây chính là mã giới thiệu. Rồi ha. Còn đây là danh sách giới thiệu. Được chưa? Đó thì các bạn copy cái đường link này. Đây là copy nè. Đè vô đây copy nè. Không, để nó bấm sao chép không? Lúc này các bạn bấm sao chép rồi các bạn đi rải nha. Đó là như vậy đó. Cho nên là các bạn xem cái video này để ý cái hình mà KYC á, như vậy có làm chuẩn như vậy là KYC chuẩn nhất luôn á. Là KYC thành công nha các bạn nha. Rồi. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách sử dụng đường link trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên nha các bạn. Hãy đăng ký một cái tài khoản đi các bạn. Kiếm tiền càng nhanh càng tốt nha. Nó phát còn khoảng tầm 12 triệu nữa kết thúc rồi. Cho nên là chỉ cần mấy ngày nữa là kết thúc, tầm một tuần nữa hết thúc á. Cho nên là các bạn nhanh chóng lên nha. Bây giờ nó đã nhiều rồi cho nên là sự việc KYC trong vòng khoảng 2 đến 4 ngày các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.